Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong memo thì hôm nay mình sẽ làm một video cập nhật cho anh em một lượt là ba dự án này nha thì dự án đầu tiên đó là IC Network à, dự án thứ hai đó là cái dự án AVV Network à, và dự án thứ ba là dự án CDBank rồi thì đầu tiên là mình sẽ đến với cái dự án IC Network thì uh, có một thông tin rất là vui mừng thì uh, chia sẻ cho anh em ha thì uh, IC Network hiện tại nó đã uh, tiếp theo nó phát triển thêm một bước nữa có nghĩa là nó sẽ cho mình đặt lại tỷ lệ khóa ở trong cái phần uh, stacking ở đây thì uh, như anh em đã biết những anh em nào đã đào cái đồng asean này thì khi mà anh em bấm vào anh em đào ha anh em bấm vào cái búa này này thì anh em sẽ thấy được là ở đây nó có cái phần thưởng về giữ khóa sớm thì uh, uh, trong uh, khi mà anh em khai thác á, nó sẽ thông báo lên một cái màn hình uh, về cái phần thưởng uh, về cái việc là giữ và khóa thì anh em bấm vào đây đó thì anh em sẽ tiến hành đặt lại tỷ lệ khó cho mình ha Thì hiện tại cái giảng này nó đã mở lại Cái chức năng là điều chỉnh tỷ lệ khó Thì à, Ở đây là một cái bước cực kỳ rất là quan trọng ha Để anh em có thể là quyết định cái tỷ lệ khó của mình à, Trước khi mà anh em nhận cái đồng ai à, Trên mạng Ethereum à, Về ví luôn anh em nha Thì à, ở đây mình có một cái lưu ý này. Ở đây khi mà anh em đặt á Thì ở phần trên này chính là cái số năm mà anh em à, khó này Và ở dưới là chính là cái khối lượng mà anh em muốn khó Anh em nha Đó thì hiện tại là mình đã khó năm hiện tại mình đã khó 50%. Trước mắt là như vậy ha. Rồi ở đây mình sẽ khó trong vòng 5 năm. Đó, hoặc là anh em có thể là khó cao hơn. Đó. hoặc là khó 80% trăm trong 5 năm hoặc là anh em có thể là điều chỉnh lại cái mức này. Đó, thì tuy nhiên khi mà mình đã khó 5 năm thì nó sẽ không cho điều chỉnh lại nữa, nữa nha. Còn khi mà anh em khó 50 mà anh em muốn khó thêm thì nó vẫn cho cái phần khó thêm ở đây. Đó. Thì nếu anh em muốn khó thêm thì anh em khó, còn à, có thể là tùy, tùy vào cái phần à, mà anh em à, nhu cầu của anh em, anh em cần khó, thì tuy nhiên anh em sẽ đỡ là một ít. Anh em có thể là khó 50 hoặc 80, à, để anh em à, chừa lại một ít để anh em có thể là giao dịch trên cái sàn Uniswap ha. Đó, thì riêng mình là mình khó 50% thôi nha, còn tùy anh em nha. Ở đây mình không khuyến khích, hoặc là à, mỗi anh em có một cái à, điều kiện cũng như là cách khó khác nhau, thì cái này phần này à, tùy vào, vào mỗi anh em thôi. Đó. Thì sau khi anh em khóa xong Anh em sẽ bấm vào tôi đồng ý ở đây nè Sau đó anh em bấm uh, Chữ là, là uh, Xác nhận khóa ở đây nha Như vậy là xong Thì khi mà anh em khóa lần này là lần cuối cùng uh, Nó sẽ không cho anh em điều chỉnh nữa ha Đó rồi Thì uh, đó là một cái điều kiện rất là ok Để khi mà anh em uh, uh, khóa như vậy ha Thì cái phần thưởng ai mà anh em không khóa uh, Thì nó sẽ mở khóa cho anh em Và nó sẽ được chuyển về cái địa chỉ ví Ethereum Mà anh em đã liên kết trên này Anh em nha Đó thì à, những anh em nào đã chưa à, chưa liên kết ví địa chỉ ví ethereum á hoặc là tiến hành kc bước 1, bước 2 thì anh em xem lại video mà mình đã hướng dẫn cho anh em ha à, rất là cụ thể luôn đó thì à, để anh em có thể nhận được cái mã thông báo à, ai trên mạng ethereum thì anh em cần phải vượt qua kc bước 1 và bước 2 cũng như là liên kết địa chỉ ví ethereum à, trên cái à, ứng dụng này ha thì à, tất cả những anh em nào à, đã xem video mình thì à, cập nhật cho đầy đủ các bước ha À, rồi là đặt lại tỷ lệ khóa luôn à, Thì đấy là những cái bước rất là cơ bản à, Để đủ điều kiện để anh em có thể là nhận cái mã thông báo ai Trên mạng Ethereum và anh em có thể là giao dịch trên sàn Uniswap luôn nha. Tiếp theo mình sẽ chuyển qua cái dự án tiếp theo Đó là cái dự án AVV Network Thì ở đây là một dự án cũng khá là tiềm năng luôn ha Và hiện tại à, nó đã được liên kết với sàn OKX Và tương lai cái dự án này nó sẽ list trên sàn OKX luôn ha Thì à, tiến độ phát triển của dự án này thì hiện tại nó đang ở cái bước là KC bước 1 KC bước 1 và chuẩn bị tiến hành là à, KC bước 2 à, và sẽ được list sàn. thì à, trong một vài ngày à, sau khi mà anh em tiến hành KC bước 1 xong thì anh em có thể là à, khả năng cái cái đồng EVV này nó sẽ được list trên sàn OGX ha. Thì trước khi uh, list trên sàn OGX thì nó cũng sẽ tiến hành cho anh em một cái bước nữa là KC bước 2. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để anh em có thể là vượt qua KC bước 1 thì khi mà anh em vào cái giao diện của IVV Network này, anh em sẽ thấy cái phần là IVV KC Phase 1 ở trên cái biểu ngữ trên cùng đó. anh em bấm vào đây ha. Đó, thì anh em sẽ hiện ra cái phần này ha. KC giai đoạn 1 này. Thì ở đây để anh em có thể vượt qua KC giai đoạn 1 thì anh em cần phải có một cái tài khoản sàn OKX. Đó, và đồng thời anh em cần phải tiến hành KC để xác minh cái sàn OKX luôn ha. Thì sau khi anh em KC xong thì anh em sẽ có cái phần UID. UID của cái sàn OKX thì anh em sẽ à, vào cái sàn OKX của anh em á. Thì những anh em nào chưa có cái tài khoản sàn OKX thì à, mình cũng sẽ để cái đường link à, hướng dẫn cho anh em cách đăng ký sàn OKX ra cũng như là đường link đăng ký luôn. Thì à, khi mà anh em bấm vào đây, anh em bấm vào cái sàn giao dịch ha. Rồi, sau đó anh em sẽ vào cái phần à, góc trái trên trên cùng màn hình. Anh em sẽ thấy được là tài khoản của mình đã được xác minh rồi ha. Thì em lưu ý là khi mà anh em à, tạo cho mình cái tài khoản sàn OX thì anh em phải tiến hành KC luôn ha. Sau khi anh em đã có cái dấu tích xanh này rồi, đã xác minh. Đó, thì anh em bấm vào đây và hồ sơ ha. Anh em sẽ thấy được cái phần là UID của anh em này. Anh em sẽ copy cái mã này. Đó, copy cái mã này. Để anh em sẽ quay lại cái ứng dụng AVV. Và anh em dán vào cái mục nhập UID của sàn OX vào. ha Đó. Sau đó anh em sẽ bấm là liên kết xác nhận như vậy là xong sau khi anh em liên kết xong thì nó có một cái giao diện như thế này thì anh em sẽ thấy được là UID của bạn là nó là nó liệt kê cái số UID của mình ở trên đây đó anh em nha thì anh em lưu ý thì khi mà anh em muốn xác nhận UID thì anh em nó có một cái bước nữa là chia sẻ cái Twitter của nó thì anh em sẽ nhập cái UID của anh em vào sau đó anh em chỉ chia sẻ cái Twitter anh em anh em sẽ đăng lại cái bài bài viết của nó ha thì lúc đó anh em sẽ được xác nhận cái UID của anh em nha thì đây là một cái bước kê xe bước 1 rất bắt buộc anh em nha đó, để anh em có thể là vượt qua KC bước 1 thì uh, đây đối với những anh em nào mà đã liên kết cái sàn OKX để anh em có thể là nhận cái đồng uh, VV Token, IV Token uh, trên cái sàn của OKX thì uh, anh em uh, có thể là làm tương tự ha. Anh em sẽ kiểm tra lại, anh em vào cái phần KC bước 1 này, anh em sẽ thấy được cái giao diện. Nếu như cái giao diện của mình nó thể hiện như như vậy ha, UID của bạn nó thể hiện cái số UID của bạn như vậy thì có nghĩa là anh em đã vượt qua KC bước một rồi. Thì lúc đó anh em khỏi cần làm. Còn đối với những anh em nào chưa có cái giao diện này thì anh em à, thể tiến hành à, một cái bước xác minh UID của mình vào ha. Thì đây là bước cực kỳ quan trọng để anh em có thể là vượt qua KC bước 1. Đó. Thì à, sau khi anh em vượt, vượt qua KC bước 1 thì trong vòng từ 2 đến 3 ngày nữa thôi nó sẽ tiếp tục à, triển khai một cái bước nữa là KC bước 2. Đó. Thì đây là những cái bước rất là nhanh thôi nên Cho nên là những anh em nào đã xem video thì à, tiến hành gấp cho mình ha. À, tiến hành KC bước 1 và chuẩn bị nó sẽ À, tiếp tục là case bước 2. À để chuẩn bị nó sẽ được list sàn em nha. Đó, dự án này đã cũng đã đến cái thời điểm mà chu chuẩn bị là thu hoạch rồi. Thì hiện tại EVV nó đã được triển khai cái phiên bản là testnet rồi. Anh em sẽ thấy được cái tin nhắn ghi ở đây này. Đó. Thì nó đang triển khai cái phiên bản testnet. Thì khi một dự án đã testnet thì chuẩn bị nó sẽ bước sang cái giai đoạn mainnet em nha. Cho nên đây là một dự án cực kỳ tiềm năng luôn. Đó. Và đặc biệt là nó đã liên kết với sàn OKX đó cho nên là tương lai chắc chắn nó sẽ được list trên sàn OKX. Thì đây là một động thái rất là ok luôn. Đó, anh em có thể là lên The Twitter để anh em tham khảo thêm. Thì uh, hiện tại nó đã có phiên bản testnet rồi ha. Chuẩn bị là gặt hái thành công anh em nha. Rồi thì mình update cho anh em về cái phần mà anh em khi mà anh em vào cái sàn OKX để anh em điểm danh hàng ngày để anh em nhận cái VV token ha. Thì hiện tại nó đã có một ít sự thay đổi và cái giao diện mà anh em vào thì uh, sẽ có một số anh em vào không được ha anh em sẽ không thấy cái phần uh, uh, check in đó thì uh, mình sẽ cập nhật cho anh em thì cách vào như sau thì hiện tại anh em vào cái trang ha sau đó anh em bấm vào cái phần ba ở đây rồi tiếp tục anh em sẽ bấm vào cái chữ là khám phá ở góc phải màn hình phía dưới cùng này đó sau đó anh em sẽ thấy được là cái dòng của chỗ cổ chỗ, chỗ, chỗ cái dòng là clip pdf này anh em sẽ anh kéo qua thì anh em sẽ thấy được cái phần là nhận token VV hàng ngày ở đây thì anh em sẽ bấm vào ha anh em bấm vào cái chỗ check in rồi anh em bấm vào cái uh, nhiệm vụ hàng ngày ở đây ha. Đó, sau đó anh em sẽ tiến hành uh, xác minh cái tài khoản của mình ha, sau đó chọn cái mục là uh, sàn OKX để anh em claim hàng ngày ha. Thì khi mà anh em check in mỗi ngày anh em sẽ nhận được là hai cái token ABV. Uh, ở trên cái sàn của OKX ha. Thì uh, tiếp theo một cái dự án thứ ba nữa uh, cũng sẽ chuẩn bị gặt hái uh, thu hoạch anh uh, nha. Thì đó chính là cái dự án Sui thì hiện tại cái dự án này nó đã thực hiện những cái bước cực kỳ là quan trọng. Thứ nhất là này nó đã thực hiện cái việc tạo ví thành công này, thứ hai là tính toán các sự kiện trước đó. Di chuyển XRP sang nền tảng mới này, tính toán dữ liệu, tính toán giới thiệu về phần thưởng, bắt đầu yêu cầu mã thông báo xác thực, tạo khối Gnet, tạo thuật toán chuyển tiền từ Testnet sang Mainnet. Đó. Thì cái dự án này nó đã bước đến một cái việc tạo khối Genet à, à, tạo khối Genet thành công rồi ha, rồi tạo thuật toán chuyển tiền từ technet sang Mainnet thì chỉ còn ba bước nữa đó là bước xác minh V2B tính giá và trao đổi mã thông báo xác thực sang coin thì ba bước này nó vẫn đang triển khai thì sau khi mà nó đã hoàn thành được cái ba bước này thì nó sẽ chính thức bước sang cái Mainnet nào nha, thì đang dự án là chuẩn bị Mainnet rất là ok và hiện tại Mọi công tác liên quan đến cái phần mà net nó đang chuẩn bị rất là rao riết à, để nó chuẩn bị list sang. Thì dự án này nó cũng sẽ à, tiềm năng và nó có thể là list những cái sàn rất là lớn ở em nha. Thì à, với dự án này thì anh em cần phải tiến hành à, kê c à, các cái bước ha. Rồi anh em khi mà anh em vào anh em sẽ yêu cầu đồng xu hàng ngày trên đây. Đó. À, thì à, với dự án này thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn cho anh em cách để anh em tạo ví trên đây. À, thì anh em sẽ tiến hành tạo ví cho mình nha. Đó, và cứ như vậy thì anh em sẽ hàng ngày anh em vào anh em yêu cầu đồng xu ở đây. Đó. Thì đây là một dự án cũng sẽ chuẩn bị nó um, mainnet em nha. Đó và nó sẽ list sang có một cái bài uh, cái đây một ngày nè, tuyệt vời của chúng tôi ha. Chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đã đưa nó vào mainnet và khởi chạy khối Genesis thành công. Đó, bây giờ thử thách tiếp theo của chúng tôi là hệ thống xác minh B2B. Đó, thì anh em lưu ý cái bước quan trọng mà anh em cần phải lưu ý đó là cái bước xác minh b2b đó, b2b verify này thì cái bước này nó cũng sẽ tiến hành là uh, trong uh, ngày mai thôi anh em nha thì uh, nó khi mà nó có cái thông tin về cái bước xác minh b2b này thì mình cũng sẽ chỉ, chỉ chia sẻ cho anh em đó, thì anh em vào cái twitter để anh em có thể là uh, nắm bắt thông tin của dự án ha thì những anh em mà uh, khai thác cái dự án này thì anh em lưu ý cái phần uh, xác minh b2b nữa sau khi anh em thực hiện cái bước này thành công thì xem như là đã hoàn tất tất cả mọi vấn đề. À, chỉ còn là bây giờ mình chờ thời gian để anh em nhận coi. hả à, nhận coi thôi em nha. Ừ. Thì à, sau này những cái đồng uh, SP này, những cái điểm SP của anh em á, nó sẽ được uh, quy đổi sang cái uh, ra coi và lúc đó nó sẽ có có giá trị và nó sẽ tương lai nó sẽ đi sàn em nha. Đó rất là ngon. Ok. Rồi, như vậy anh em nha, thì trên đây là mình đã chia sẻ cho anh em ba cái dự án. Đó. À thì hiện tại ba dự án này nó cũng đang chuẩn bị đến cái uh, uh, sự thu hoạch anh nha đến cái mùa gặt thu hoạch đó, thì hy vọng là ba dự án này uh, sẽ thành công rực rỡ để giúp cho anh em có thể là có một cái phần quà uh, để nghỉ tết ngon ngon lên em nha thì tất cả những video liên quan đến dự án thì mình sẽ để dưới phòng mô tả video những anh em nào chưa uh, thêm theo dõi cũng như là cập nhật ha những cái thông tin nào đó thì anh em sẽ xuống phòng mô tả video xem lại ha rồi ok thì uh, video đến đây xin kết thúc. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình một nút like để ủng hộ video ha. Những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.